Xuất phát từ các yêu cầu thực tế của khách hàng về mẫu xe đa dụng có khả năng di chuyển linh hoạt 24/7 trong nội thành, Thaco Auto chính thức giới thiệu xe tải van Thaco Frontier hoàn toàn mới với nhiều lựa chọn phù hợp, đa dạng công năng sử dụng, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng. Xe tải van Thaco Frontier hoàn toàn mới là sự kết hợp tối ưu giữa khả năng chuyên chở đa dạng, linh hoạt và sự tiện nghi tối đa cho người sử dụng. Xe tải van Thaco Frontier hoàn toàn mới gồm các phiên bản Thaco Frontier TF 420V 2 chỗ, tải trọng 945 kg, chiều dài xe 4m2. Thaco Frontier TF 450V 2 chỗ, tải trọng 945 kg, và 5 chỗ, tải trọng 750 kg, chiều dài xe 4m5. Thaco Frontier TF 480V 2 chỗ, tải trọng 945 kg, và 5 chỗ, tải trọng 750 kg, chiều dài xe 4m8. Xe tải van Thaco Frontier sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, mặt ca lăng phía trước thiết kế dạng thanh ngang, mạ chrome sang trọng. Cụm đèn chiếu sáng phía trước halogen, cường độ chiếu sáng cao, cản trước tích hợp đèn sương mù, hỗ trợ cho người lái trong việc quan sát. Gương chiếu hậu có kích thước lớn, giúp tầm quan sát rộng, tích hợp đèn báo rẽ. Cụm đèn hậu thiết kế đồng bộ, tích hợp đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi. Kính cửa sau trang bị khung bảo vệ kính, đảm bảo an toàn. Hệ thống cửa trước hông giúp khách hàng dễ dàng xếp, dỡ hàng hóa ở khu vực chật hẹp. Cửa sau thiết kế mở lên, được trang bị ti hơi hỗ trợ lực giúp đóng mở cửa nhẹ nhàng. Đặc biệt, cửa sau sản phẩm Thaco Frontier TF 480V được thiết kế theo kiểu mở hai bên, dễ dàng sử dụng xe nâng trong quá trình bốc, dỡ hàng hóa. Bên cạnh ưu điểm nổi trội về thiết kế ngoại thất, layout sản phẩm xe tải van Thaco Frontier còn hướng đến sự tiện nghi và thoải mái cho người dùng. Cabin thiết kế rộng rãi, sang trọng, trang bị nhiều tiện ích cao cấp như tay lái trợ lực điện, hệ thống điều hòa hai chiều, cửa kính chỉnh điện, màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi, táp lô được ốp vân gỗ, các chi tiết được mạ chrome mang lại cảm giác sang trọng. Chìa khóa điều khiển đóng mở cửa từ xa, hỗ trợ tìm kiếm xe trong bãi đỗ. Ghế ngồi được thiết kế tối ưu, dễ dàng điều chỉnh phù hợp theo tư thế ngồi, mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển trên đường. Phiên bản 5 chỗ với hàng ghế sau linh động, gấp gọn, tiện lợi và gia tăng không gian chở hàng khi cần thiết. Với mong muốn mang đến giải pháp vận chuyển đa dụng và linh hoạt, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, xe tải van Thaco Frontier được nghiên cứu, thiết kế đa dạng khoang chở hàng hóa với kích thước lớn, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Khoang hàng được thiết kế dạng vuông, giúp tối ưu trong việc sắp xếp, phân bổ hàng hóa. Ngoài ra, phiên bản TF 420V và TF 450V được trang bị 5 khung gia cường. TF 480V được trang bị 7 khung gia cường, giúp gia tăng độ chắc chắn, cứng vững cho xe. Sàn thùng hàng với chất liệu nhôm chống trượt, hạn chế hàng hóa bị xê dịch trong quá trình vận chuyển. Xe tải van Thaco Frontier sở hữu động cơ công nghệ Nhật Bản, hệ thống phun xăng điện tử EFI giúp xe vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hệ thống phanh đĩa trước, phanh sau tang trống, trang bị hệ thống phanh ABS giúp tăng hiệu quả phanh, an toàn. Ngoài ra, xe tải van Thaco Frontier còn trang bị khung gầm liền khối unibody tự trọng nhẹ, giúp xe cứng vững, chắc chắn, tối ưu hóa trọng lượng chuyên chở và giảm thiểu tối đa tiêu hao nhiên liệu. Với lợi thế về ưu điểm sản phẩm, đa dạng công năng sử dụng, khả năng vận hành linh hoạt 24/7, xe tải van đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng trong việc chuyên chở các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, trái cây, nước giải khát trong khu vực nội thành. Xe tải van Thaco Frontier, giải pháp vận chuyển linh hoạt 24/7.